bệnh da xanh là một chứng bệnh bắt gặp ở dòng họ nhà Fouquet sống ở bang Kentucky, Mỹ vào những năm 50 của thế kỷ trước. Năm 1820, Martin Fouquet, một thanh niên mồ côi ở Pháp đã đến Troublesome Creek, khu vực xa xôi và hẻo lánh ở phía đông Kentucky, Hoa Kỳ, lập nghiệp. Tại đây, Martin đã cưới Elizabeth Smith, người phụ nữ tóc đỏ có làn da xanh xám. Tuy nhiên, Martin cũng không giống bất kỳ người đàn ông nào khác trong khu vực khi mắc phải tình trạng di truyền hiếm gặp khiến làn da có màu xanh chàm nổi bật. Sự kết hợp của họ về mặt sinh sản tạo nên một đột biến gen liên quan đến kiểu hình màu da. Hai người sinh 7 con, trong đó 4 người con có làn da màu xanh dương, 3 người con còn lại có làn da bình thường. Khi trưởng thành, những người con của họ kết hôn với những thành viên trong một gia đình hàng xóm. Do hai gia đình sống ở một nơi quá hẻo lánh, những thế hệ sau của họ lại tiếp tục lấy lẫn nhau. Kết quả là những đứa trẻ da xanh tiếp tục ra đời. Vào năm 1958, làn da xanh của dòng họ Fouquet bắt đầu được dư luận chú ý khi Luke Holmes, một hậu duệ của Martin Fouquet, đưa vợ tới chữa bệnh ở Bệnh viện Đại học Kentucky. Khi nhìn thấy Luke, các bác sĩ ngạc nhiên vì làn da của anh có màu xanh, ngoài màu da kỳ lạ. Luke không đối mặt với bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào khác. Năm 1960, một số người trong dòng họ Fouquet bắt đầu cảm thấy xấu hổ với làn da xanh của mình, đã bắt đầu tìm gặp Madison Kirkwin, nhà huyết học trẻ tại phòng khám của Đại học Kentucky để chữa trị. Nguyên nhân được giải mã. Madison Kirkwin và người phụ tá bắt đầu gặp gỡ các thành viên của dòng họ Fouquet. Bằng cách xây dựng da phả dòng họ Fouquet, Kirkwin phát hiện thấy đời thứ 6 của nhà Fouquet hiện có tới 13 người da xanh. Ông có thêm nhiều tư liệu và người nhà Fouquet để kiểm chứng cho nghiên cứu của mình. Xét nghiệm máu cho thấy lượng methemoglobin rất cao là nguyên nhân chính xác gây nên nước da màu xanh của người nhà Fouquet. Methemoglobin có màu xanh lục sinh ra trong quá trình hồng cầu bị oxy hóa. Tình trạng này được gọi là methemoglobinemia, hiện tượng rối loạn chuyển hóa các chất trong máu, khiến màu máu của họ đậm như màu chocolate do thiếu oxy. Nhìn vào sẽ thấy môi họ màu tím đậm, làn da mang màu xanh. Đây là loại gen lặn. Vì vậy, với điều kiện là cả bố và mẹ cùng thừa hưởng chúng, con cái của họ mới mắc chứng rối loạn màu da. Trùng hợp là Martin và Elizabeth đều sở hữu gen lặn di truyền hiếm gặp, nên họ sinh ra những đứa con cũng có màu da xanh. Ngoài ra, kết hợp với tình trạng hôn nhân cận huyết, dòng họ Fouquet đã duy trì căn bệnh hiếm gặp này. Vào năm 1980, Kirkwin nảy ra một ý tưởng cho một số hậu duệ của Martin Fouquet uống một dung dịch có màu xanh dương. Sau khi uống dung dịch, da của họ trở nên bình thường như mọi người. Các nhà khoa học thời đó giải thích rằng dung dịch màu xanh dương khiến máu chuyển sang màu đỏ, nhờ đó làn da có sắc trắng hồng. Do dung dịch phát tán trong máu, tác dụng của nó chỉ kéo dài vài ngày. Vì thế, những người da xanh phải uống dung dịch thường xuyên để duy trì làn da bình thường.